Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách làm trà từ rau diếp cá. Các bạn cũng đã biết là từ xa xưa ông cha ta cũng đã biết cái giá trị tuyệt vời của cây rau diếp cá. Nhưng mà gần đây thì chúng ta mới biết đến được cái công dụng tuyệt vời của cái loại trà được làm từ rau diếp cá. Kể từ khi mà cái sản phẩm trà diếp cá của Nhật Bản nó tràn vào Việt Nam thì nó làm thức tỉnh những cái nhiều hơn cái giá trị từ cây diếp cá này. Thế thì thực ra các bạn có thể tìm hiểu các cái công dụng của cây diếp cá từ trên mạng rất là nhiều. Cũng như là từ trà diếp cá mình thì cũng không nhớ hết được, nhưng mình chỉ có thể là nêu lại một số cái đặc trưng. Cái quan trọng nhất của cái rau diếp cá cũng như trà diếp cá đó là cái tác dụng thải độc và thanh lọc cơ thể. Rau diếp cá nó rất mát cho nên là nó có cái tác dụng tuyệt vời của nó, nhất đó là thải độc và thanh lọc cơ thể. Đấy. Thế thì cái ngoài ra nó vì nó mát, nó còn làm cho mát gan và làm giảm mụn nhọt cũng như là đẹp da cho phụ nữ. Cho nên là rất nhiều người thích. Tuy nhiên không phải ai cũng ăn được rau diếp cá bởi vì nó có một cái vị hơi tanh. Ai ăn được thì rất thích, còn ai không ăn được thì sợ bởi vì vị tanh. Tuy nhiên nếu như rau diếp cá mà làm trà thì nó không còn cái vị tanh nữa mà ai cũng uống được. Thế thì với những cái tác dụng của rau diếp cá, ngoài cái chuyện thải độc của thanh lọc cơ thể, mát gan rồi giảm mụn nhọt rồi đẹp da, nó còn hỗ trợ tiêu hóa cũng như là giảm về sỏi thận nữa các bạn. Bạn nào có bệnh thận thì cũng sỏi thận cũng nên tìm ăn cũng như là uống cái trà này thường xuyên. Cũng như là nó còn trị táo bón, rồi trị cho bệnh trĩ, rồi nó có kháng viêm, kháng khuẩn. Các bạn bị viêm phế quản, viêm họng, viêm răng vân vân thì cũng nên tìm ăn và uống cái rau này, rất là tốt. Như vậy nó là một loại rau nhưng hơn hết nó lại như một vị thuốc. Cho nên là chúng ta nên trồng. Và nếu như đã trồng có được hoặc là mua được thì các bạn có thể mua về làm trà rất là rẻ, thay vì phải đi mua những cái gói bé xíu mà rất đắt của Nhật Bản. Tại sao chúng ta không làm? Đấy. Thế còn làm thế nào để có trà diếp cá thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Thì muốn làm trà các bạn nên để cho cây diếp cá nó già một chút, già nó ra hoa các bạn. Như trên trước mắt các bạn đây là cái cành rau diếp cá. Đấy, nó đã ra hoa rất là đẹp, hoa màu trắng và cái nhị của nó màu vàng đấy các bạn. Đấy, và nó già một chút thì cái tinh chất có ở trong cây diếp cá nó sẽ được đậm đặc hơn là tốt nhất, chứ không nên lấy cây diếp cá nó quá non nữa các bạn. Đấy, đây là cây diếp cá. Thì sau khi đã có cái cây diếp cá già như thế rồi thì chúng ta sẽ rửa sạch rồi chúng ta thái nhỏ. Chúng ta thái nhỏ khoảng 1 cm thôi các bạn. Trước mắt các bạn như mình đang làm đây là mình thái nhỏ khoảng 1 cm. Đấy, sau đó mình mang phơi. Đấy. Bạn nào ít thời gian nhất thì chúng ta chọn cái cách là phơi đến tận lúc khô kiệt để làm trà. Đấy. Tất nhiên là các bạn nên chọn vào những, phải xem thời tiết trước, vào những ngày nắng thật đẹp, thật to thì chúng ta mang phơi. Đấy. Thì có một cách đơn giản nhất cho những người ít thời gian là chúng ta cứ phơi đến bao giờ nó thật khô kiệt thì chúng ta cất đi để làm trà và pha hãm trà như là pha trà, như pha chè bình thường đấy. Đấy. Thì còn một cách thứ hai nữa là tốt hơn, giống như chúng ta làm thuốc nam, đó là chúng ta sẽ phơi cho nó khô khoảng 80%. Đấy. Sau đó chúng ta mang vào dùng cho vào chảo và xào trên lửa nhỏ cho đến khi khô kiệt. Mình nhắc lại là phơi khô khoảng 80% cái rau diếp cá này, và chúng ta sau đó mang tiếp vào bếp lửa, chúng ta xào trên chảo với lửa nhỏ cho đến khi khô kiệt rồi cất đi. Đấy, sau đó chúng ta chỉ có việc là mang trà ra pha uống hàng ngày, rất là tốt cho sức khỏe các bạn. Đấy là cái cách làm trà từ rau diếp cá và các cái công dụng tuyệt vời của nó thì mình muốn chia sẻ với cả nhà để chúng ta có thể tự làm được trà mà rất là sạch sẽ, nguyên chất, thay vì phải đi mua rất là đắt tiền mà cũng khó khăn, mà thậm chí là chưa chắc nó đã được nguyên chất như là chúng ta tự làm lấy, phải không cả nhà? Đấy. Đấy là cái cách làm trà của mình. Hôm nay là đây là buổi sáng sớm,
cho nên là nó chưa có cái nắng mạnh mình chuẩn bị ra đây, vì hôm nay mình đã lựa được cái ngày rất là nắng to cho nên là mình chuẩn bị làm trà. Đấy, cái chia sẻ với các bạn như vậy. Hy vọng là có ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và tạm biệt các bạn.